Xin chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, nhu cầu nhân sự ngày càng gia tăng và việc sử dụng nhân sự người cao tuổi cũng trở nên phổ biến, đặc biệt là những vị trí cần có nhiều kinh nghiệm như là cố vấn hoặc tư vấn. Chính vì thế, trong chuyên mục Đối thoại mỗi ngày ngày hôm nay, Minh Phi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận định và chia sẻ đến từ bà Lê Thị Thúy Hương, trưởng bộ môn Luật lao động Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề người lao động cao tuổi và những vấn đề pháp lý liên quan. Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa sớm hơn dự báo và là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Người lao động lớn tuổi tăng nhanh không chỉ là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho thị trường lao động Việt Nam. Việc giữ người lớn tuổi tiếp tục làm việc khiến thị trường lao động ít linh hoạt, nhưng bù lại doanh nghiệp có thể giảm bớt các chi phí đào tạo và tuyển dụng. Việc cho phép người trên 60 tuổi tiếp tục làm việc nhằm tránh lãng phí nguồn lao động có trình độ và kinh nghiệm, ổn định nguồn nhân lực trong khi lao động trẻ có xu hướng thích thay đổi công việc hơn. Việc giải quyết các lao động lớn tuổi về mặt lý thuyết là có thể thực hiện được, tuy nhiên cần quan tâm đặc biệt đến các vấn đề pháp lý để có thể sử dụng hiệu quả nguồn lực này. Vâng, thưa bà, hiện nay pháp luật đã có quy định như thế nào về việc sử dụng người lao động và đặc biệt là những người lao động cao tuổi ạ? Việt Nam mình có một cái ưu thế về cái lực lượng lao động trẻ. Thì thực ra là cái nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi ấy, thì trong cái thị trường lao động là vẫn rất là phổ biến. Vâng. Lý do là bởi vì là người lao động cao tuổi họ có được những cái ưu thế về vấn đề kinh nghiệm, về kiến thức, về trình độ chuyên môn tốt hơn nhiều so với cái lực lượng trẻ. Nên là các cái đơn vị sử dụng lao động thì vẫn có cái nhu cầu lớn trong việc sử dụng người lao động là người cao tuổi. Ở góc độ pháp lý đó, thì các quy định ở trong Bộ Luật Lao Động cũng như là trong một số cái văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao Động và đặc biệt là về cái luật người cao tuổi cũng có đề cập đến những cái nội dung rất cụ thể liên quan đến cái là tạo điều kiện để cho cái người lao động cao tuổi có thể tiếp tục được làm việc. Chúng ta đều biết là người lao động cao tuổi theo cái quy định của pháp luật là những cái người căn cứ chế độ tuổi là nam là trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi thì gọi là người lao động cao tuổi. Cụ thể hiện nay là trong Bộ Luật Lao Động có những quy định tương đối cụ thể để mà tạo điều kiện để cho phép các cái đơn vị sử dụng lao động có thể tiếp tục sử dụng cái lực lượng lao động này khi mà họ có nhu cầu và khi mà những người lao động này có đầy đủ sức khỏe. Ngoài ra nữa thì một số những cái ngành nghề có những quy định cụ thể về kéo dài cái tuổi làm việc của những người lao động cao tuổi, ví dụ như là trong ngành giáo dục là đối với một số những cái người lao động có học hàm học vị cao đó, kéo dài thêm độ tuổi từ 5 cho đến 10 năm. Và về cái vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì trong các văn bản pháp luật cũng quy định rất cụ thể là áp dụng cho cái người lao động là người cao tuổi như thế nào. Và bà có thể chia sẻ rõ hơn về những cái rủi ro pháp lý có thể gặp phải trong cái việc tuyển dụng lao động ở đối tượng cao tuổi như thế này và các bên liên quan sẽ phải ứng xử như thế nào ạ? Cái nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi là có thực trong cái thị trường lao động. Tuy nhiên là trong thực tế khi mà sử dụng cái người lao động cao tuổi thì ở góc độ doanh nghiệp nó vẫn có phát sinh những cái rủi ro về mặt pháp lý, như là về cái việc là pháp luật lao động chúng ta quy định là khi sử dụng người lao động cao tuổi là phải áp dụng cái chế độ thời giờ làm việc rất đặc biệt, vâng, rút ngắn thời giờ làm việc hoặc là làm việc không trọn thời gian. Tuy nhiên pháp luật lại không quy định cụ thể cái vấn đề đó như thế nào, thành ra cũng làm cho doanh nghiệp rất là lung túng trong vấn đề là tiếp tục sử dụng những người lao động cao tuổi, đặc biệt là cái hợp đồng lao động đó ký tiếp đối với người lao động là cao tuổi là như thế nào. Thì hiện nay là rất nhiều những cái đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là trong khu vực nhà nước, thì có một cái tình trạng rất phổ biến là những người lao động cao tuổi là người ta làm việc rất là lâu năm rồi, vâng, và đến khi họ đến cái tuổi mà đáng lẽ ra họ nghỉ hưu thì nó lại xảy ra có một số những cái trường hợp là họ lại chưa đủ cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thành ra họ chưa được hưởng lương hưu, thì đánh ra họ vẫn có nhu cầu phải đi làm để kiếm thu nhập. Thế thì bây giờ là các doanh nghiệp đó thì có những doanh nghiệp thì họ tiếp tục sử dụng thì không vấn đề gì, nhưng cũng có những doanh nghiệp họ bảo là bây giờ tôi không có nhu cầu sử dụng nữa. Cái khoản 4 của điều 36 của lao động thì có quy định rõ rằng là khi nào mà người lao động cao tuổi đó họ đủ cả cái điều kiện về tuổi đời cũng như là về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì hợp đồng sẽ chấm dứt. Vâng. Và lúc đó thì cái việc sử dụng tiếp tục như thế nào, thời hạn nó ra làm sao sẽ phụ thuộc vào cái đơn vị sử dụng lao động đó. Cái điểm thứ ba nữa thì đấy là cái vấn đề chi trả cái khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như thế nào. Thì đối với những cái người lao động cao tuổi mà là người ta đã nghỉ hưu rồi đó, người ta đã có lương hưu rồi và bây giờ là vì nhu cầu muốn sử dụng tiếp những người này, người ta quay trở lại người ta làm việc, thì những người này thì bây giờ luật quy định rằng là họ sẽ không đóng bảo hiểm nữa, cho nên là người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm là trả thẳng vào lương cho những người này. Và đến khi không có ghi rõ trong hợp đồng, đến khi là người lao động người ta nghỉ việc và người ta yêu cầu là phải giải quyết những chế độ trợ cấp cho họ chẳng hạn, vì lý do doanh nghiệp đã không tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong cái thời gian họ làm việc tại doanh nghiệp, thì từ đó nó cũng nảy sinh những cái tranh chấp.
Còn đứng ở góc độ người lao động là người cao tuổi thì tôi cho rằng là cái việc quy định pháp luật nó cũng chưa thực sự rõ ràng, mà lại còn có cái sự chồng chéo giữa văn bản luật và văn bản dưới luật như hiện nay đó, thì cũng làm cho cái người lao động đó có thể bị thiệt hại về quyền lợi. Ví dụ như trường hợp là chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu, họ chưa có cái nguồn thu nhập ổn định, mà bây giờ là vì là họ đến tuổi 60, ví dụ đối với nam hoặc 55 đối với nữ, doanh nghiệp bảo là không có nhu cầu sử dụng nữa, bây giờ cho họ nghỉ, thì khi họ nghỉ như vậy thì cái cơ hội để họ đi tìm kiếm việc làm mới, để từ đó có được nguồn thu nhập để tiếp tục mà đảm bảo trang trải cuộc sống thì cũng là một điều hết sức khó khăn. Và với góc nhìn của một người nghiên cứu chuyên môn thì bà cảm thấy rằng chúng ta cần phải hoàn thiện pháp lý ở những mảng nào cụ thể nhất và tiên quyết nhất để cho cái việc sử dụng và cũng như là tuyển dụng lao động người cao tuổi nó được thuận lợi? Tôi thì cũng có cái kiến nghị rằng là sắp tới thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng như là các cái bộ chuyên ngành đó, nên có những cái hướng dẫn cụ thể hơn về cái điều kiện, đặc biệt là về cái điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi trong những cái ngành nghề đặc thù của cái bộ mình. Thì trong Bộ Luật Lao động và trong Nghị định 45 hướng dẫn Bộ Lao động thì có cho phép các bộ chuyên ngành là tự mình xây dựng các cái điều kiện để mà sử dụng người lao động là người cao tuổi đối với từng cái ngành nghề cụ thể. Tôi cho rằng là bộ chuyên ngành họ mới làm được điều này. Thứ hai đó là đứng ở cái góc độ là người lao động, với cái quy định như hiện nay ấy, là chúng ta gộp chung cả cái nhóm người lao động cao tuổi nhưng mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu với cái nhóm người lao động là đã hưởng lương hưu rồi và quay trở lại tham gia vào thị trường lao động là đều áp dụng chung quy định như nhau, thì tôi cho rằng là nó có cái bất cập. Nếu có thể được thì mình nên chia tách làm hai cái nhóm người lao động. Cái nhóm thứ nhất là những nhóm người là họ chỉ có cao tuổi thôi, chứ họ chưa có đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Và như vậy thì cần phải có những quy định rất là cụ thể để mà yêu cầu doanh nghiệp phải tiếp tục cho họ làm cho đến khi họ tích lũy đủ cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thì lúc đó thì họ sẽ chuyển sang họ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, thì tôi cho rằng là thuận lợi hơn. Thế còn cái nhóm thứ hai là những nhóm là người đã được hưởng lương hưu, tức là họ đã có nguồn thu nhập ổn định rồi. Nhưng mà sau đó là vì cái nhu cầu của doanh nghiệp hoặc là họ muốn là tiếp tục họ cống hiến thì mình sẽ áp dụng những quy định để cũng tạo điều kiện để cho họ tiếp tục được cống hiến, nhưng đồng thời là cũng sẽ có những cái quy định để mà đảm bảo cho cái đơn vị sử dụng lao động họ cũng có thể họ sử dụng phù hợp với nhu cầu hơn. Ví dụ như ký những hợp đồng ngắn hạn chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe nhận định của bà Lê Thị Thúy Hương, trưởng bộ môn Luật Lao động Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về chủ đề đó là người lao động cao tuổi và vấn đề pháp lý liên quan. Còn bây giờ thì chuyên mục Đối thoại mỗi ngày xin được khép lại. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.